Hello, hello cả nhà. Hôm nay mình có món bánh mì cheese nha, bánh mì phô mai nha cả nhà. Thơm ngon lắm đó. Mà làm cũng rất là dễ. Cả nhà coi này, nó mềm. Bốc khói, bốc khói. Giờ mì ngon lắm á. Rồi mình để cái list đi chợ ở dưới cái video cho cả nhà nha. Cheese mình dùng gọi là mozzarella. Rồi hôm nay mình dùng 125 ml sữa ấm nha cả nhà. Mình dùng 25 g đường. 1 teaspoon instant yeast là men khô nha cả nhà. Rồi mình quậy đều lên ha. Cả nhà thấy nhiều khi mình làm bánh mà mì mà nó không có nở đó, tại vì nhiều khi cái yeast của mình nó không có, nói chung là nó chết rồi đó nên nó không nở. Rồi bây giờ mình cho một quả trứng lớn nha cả nhà. Mình cũng đánh đều lên ha. Hôm nay mình sẽ dùng bột làm bánh mì. Cả nhà không có bột bánh mì thì làm bột mì đa dụng cũng được ha. Mình dùng là 250 g. Mình cho nửa thìa teaspoon muối ha. Rồi mình cũng quậy đều lên một xíu. Mình quậy sơ sơ trước khi mình bỏ vào máy đánh nha cả nhà. Rồi. Mình sẽ dùng cái hớt nha, là cái móc giống như này. Đó để mình trộn bánh, bột bánh cho nó đều. Rồi mình sẽ mở cái speed là mở số 2 nha cả nhà, là cái nhỏ nhất nha. Số nhỏ nhất ha. Mình đánh khoảng 1 phút nha cả nhà. Nếu mà ai mà không có máy này cũng không sao, thì mình nhồi bột bằng tay thì nhồi khoảng 5 tới 7 phút thôi. Rồi sau khi 1 phút rồi đó, bây giờ mình cho bơ vào ha, là 42 g, là khoảng chừng cỡ 3 tablespoon đó cả nhà. Bơ lạc và mềm ha. Rồi xong mình cũng mở máy lên lại là số 2 như hồi nãy. Và lần này mình đánh sẽ 2 phút. Rồi sau khi 2 phút rồi mình sẽ mở lên số 3 nha cả nhà. Mình đánh cho 10 phút nha. Rồi trong lúc đánh này mình chờ đợi đó, thì mình sẽ hôm nay mình dùng Instant Pot nha cả nhà, để mình ủ cho nó nhanh á. Rồi cái pot này mình cho dầu vào. Nếu cả nhà không có Instant Pot thì dùng cái thùng, không cần dùng cũng không sao, mình ủ bình thường thôi. Rồi bây giờ mình lấy cái bột ở trong cái máy của mình đó cả nhà. Mình cho nó qua bên cái Instant Pot của mình đi. Rồi nếu mà ai không có Instant Pot thì mình lấy cái plastic wrap mình ủ lại bình thường ha, khoảng 2 tiếng đi. Còn nếu mình có Instant Pot thì mình cũng bỏ đây, mình để đắp thường thôi nha cả nhà. Rồi mình cũng lấy cái khăn mình ủ, mình che nó lại. Rồi mình sẽ mở mà chữ yogurt, cả nhà thấy bên yogurt bên tay phải không? Đó, chữ yogurt, xong mình set cho nó 1 tiếng đồng hồ nha. Normal 1 tiếng đồng hồ. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình đi làm cái bơ của mình đi. Hôm nay mình cũng dùng cái 42 g, là khoảng 3 tablespoon ha. Bơ bơ lạc nha cả nhà. Rồi mình cho một thìa bột tỏi và một ít hành lá, là khoảng cỡ một thìa lớn hành lá thôi. Rồi mình cũng trộn đều lên ha. Cái này lát nữa để mình chét cái bánh ở trong nó cho nó thơm thơm. Rồi mình làm xong là mình để một bên đi cả nhà. Đó nó như vậy. Rồi hôm nay mình dùng khuôn tròn 9 inch ha. Rồi mình cũng cho giấy nến này vô trong. Rồi cả nhà ơi, bột nè. Sau khi 1 tiếng ủ ở trong cái Instant Pot của mình á. Rồi bây giờ mình sẽ mang nó ra cái bàn của mình ha. Rồi mình cũng lấy tay mình ấn ấn nó xuống đi, cho nó xì bớt hơi gas ha. Rồi mình sẽ cắt cái làm thành 10 10 khúc nha cả nhà. Cả nhà muốn cắt ra cũng được nha.
rồi sau khi mình cắt được 10 miếng cỡ cỡ bằng bằng nhau nè cả nhà, mình sẽ một lấy một miếng từng miếng một ha, mình cũng ấn nó xuống cho nó dài dài ra như vậy. Rồi mình cũng chát bơ, cái bơ mà nãy mình trộn với lại hành lá đó cả nhà đó, mình chát lên đây một ít bơ ha. Rồi mình sẽ cho cheese, hôm nay cái cheese này á, mình gọi là mozzarella, không biết tiếng Việt Nam gọi là sao nữa. Mà cả nhà muốn dùng cheese nào cũng được nha, muốn dùng phô mai loại nào cũng được. Rồi xong rồi mình cũng cuộn cuộn vào nè cả nhà, mình cũng giặt tay một xíu ha, mình cuộn tới chừng nào mà nó hết rồi đó thì mình cũng nhéo nhéo lại với nhau rồi nha, đó cho nó dính dính với nhau là được đó. Mình làm được 9 cục như vậy nè cả nhà nha, đó mình làm 9 cái miếng, nó giống như chà giòn cả nhà. Rồi còn bây giờ cái miếng chính giữa nha, cái centerpiece á, thì mình cũng gập gập vài lần rồi mình làm cho nó tròn tròn đi, rồi mình ấn nó xuống đi đó, mình ấn xuống như vậy. Rồi xong mình cũng như hồi nãy mình cũng chét bơ lên, bơ mà có hành lá đó cả nhà đó, mình cũng chét lên một ít bơ rồi đi. Xong rồi mình cũng cho cheese, một nhúm cheese vô đây. Đó, một nhúm cheese rồi mình cũng gập nó lại thành một cục tròn đi. Đó, cả nhà cũng kéo kéo lên giống như bánh bao mà. Đó, cũng dễ lắm thôi rồi. Rồi mình nhéo nhéo lại với nhau cho nó tròn tròn đi. Rồi mình cũng lăn lăn cho sao cho nó tròn, làm cho sao cho nó tròn là được. Tại cái miếng này là cái miếng chính giữa của cái khuôn đó cả nhà. Đó, mình làm cho nó tròn tròn đi. Rồi mình sắp xếp vô đây nha. Rồi sắp xếp như vậy là xong, giống như cái hoa không cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lấy giấy kiến ha, mình bọc nó lại, mình cho nó nghỉ thêm một tiếng đồng hồ nữa nha cả nhà. Mình kiếm chỗ nào ấm ấm ha để mình để ủ thêm một tiếng rồi đó. Rồi sau một tiếng nữa cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ check cái egg wash, tức là cái trứng cho bánh nó vàng vàng tí. Cái trứng này thì mình dùng một cái trứng, một quả trứng và 2 tablespoon sữa, mình trộn đều lên, xong rồi mình cũng chắc lên trên bánh này. Rồi mình quét xong rồi, bây giờ mình sẽ cho một chút xíu cheese nha cả nhà. Đó, mình cho phô mai lên đây. Cả nhà thích cho nhiều thì cho nhiều ha. Rồi sau đó là mình sẽ cũng rắc rắc cái parsley, tức là cái mùi tây đó cả nhà, lên đây một xíu. Rồi mình sẽ mang đi nướng nha cả nhà. Mình nướng là 350 độ F ha, khoảng 20 tới 25 phút là xong. Ta-da! Rồi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha, đã bỏ thời gian quý báu của mình để có cái video này. Cả nhà ủng hộ cho mình xin một cái like ha. Ai chưa đăng ký giúp cho mình luôn nha. Chúc cả nhà có một ngày đẹp vui vẻ nha. See you later. Thank you. Bye bye.